Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Enterzo Plus do dược phẩm quốc tế USA sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Plus có thành phần là hỗn hợp vi khuẩn sinh axit lactic Bacillus clausii, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus subtilis, Bifidobacterium longum, Streptococcus faecalis 5 chủng men, 500mg. Beta-glucan 10mg, kẽm 10mg, vitamin b 15 mg vitamin b55 Mg vitamin B65 Mg enterzo được bảo chế dưới dạng viên enterzo mang lại cho người dùng công dụng bổ sung vi khuẩn có ích giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng do dùng bia rượu dùng kháng sinh thuốc có tác dụng phụ giúp cải thiện các rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn ruột đau bụng đầy hơi táo bón tiêu chảy kích thích ăn ngon tăng cường hấp thu dưỡng chất tăng cường sức đề kháng cho cơ thể sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn ruột, chức năng tiêu hóa suy giảm, đau bụng, trướng bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống, ăn khó tiêu, co thắt ruột, trẻ em kém ăn, mệt mỏi, gây yếu thấp còi, suy dinh dưỡng, trẻ có miễn dịch kém, hay ốm vặt. Sản phẩm Enterzo Plus được sử dụng bằng đường uống. Lưu lượng của Enterzo Plus được nhà sản xuất khuyên dùng như sau. Người lớn, 1 đến 2 viên mỗi ngày, uống sau ăn 30 phút. Tiêu chảy, 2 đến 4 viên mỗi ngày. Táo bón, 3 viên mỗi ngày. Trẻ em, dùng nửa liều người lớn hoặc nhiều hơn khi cần thiết. Chống chỉ định khi sử dụng Enter không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Enterzo Plus, đồng thời biết cách sử dụng Enterzo Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham